Bữa nay anh chị thấy cái chương trình này mấy ngon, chương trình này rất là nhiều thứ để anh chị mình mua nè. Những cái kèm này mới về, kèm xuất Nhật nhưng mà giá rất rẻ anh chị, kèm cắt thép á. Hoặc là những cái máy hàng mít que, máy hàng mít giá cực kỳ rẻ, khuyến mãi cực kỳ rẻ. Hay là đặc biệt có con máy này nè, mua con máy tặng đóng là có thiệt anh chị ơi. Anh chị thấy test con máy này á, là anh chị mình thấy không, viên test rất là nhiều rồi. Thì cái máy này nó dùng để làm gì ha, anh chị mình cắt chủ yếu là cắt sắt, và sau này anh chị mình có thể là cắt gỗ vẫn được nha. Cắt gỗ và cái gì anh chị cắt sắt, hay là muốn tháo lưỡi ra anh chị chế bảo bỏ bảo vệ, cắt gạch gì đó anh chị muốn làm gì làm, nhưng mà cái chuyên của nó là để cắt sắt, cắt sắt hộp, cắt sắt tròn, để giống như những công trình xây dựng mà những cái đồ trên cao kiểu vậy anh chị, kiểu vậy ha. Anh chị đưa vô vậy một phát lột là ăn luôn, đúng không? Nó rất là an toàn luôn đó. Thì cái mẫu này á, cái khuyến mãi lần này nó lớn cực kỳ. Thay vì hồi trước giờ á là anh chị mình thấy 2.750.000 máy cắt lưỡi hợp kim này, đúng không? Đó, dây điện nguồn dài 80 mét luôn thì anh chị mình xài được thoải mái rồi. Nhưng cái quan trọng nè, cái quan trọng là anh chị mình mua cái máy này lần này được tặng vậy nè ha. Đây, thứ nhất là máy này đi theo tặng cái lưỡi hợp kim nữa là hai cái lưỡi rồi, đúng không? Giảm giá một phát là hết hồn luôn. Tặng thêm cho anh chị một cái thùng bự như vậy, cái thùng trà bá như vậy. Rồi chưa hết đâu, tặng thêm cho anh chị mình cây khoan. Thấy không? Rồi tặng thêm cái máy mài này nữa, cái khoan này á là nó có nguyên cái thùng đồ nghề luôn anh chị. Đây, cái chương trình này nó tặng một đống mà đúng nghĩa luôn. Đó, bộ máy khoan là tặng một đống như trong này. Bộ máy khoan này cũng 400 mấy ngàn của bên Marula nó bán nha. Đó, thì bây giờ anh chị mình mua cái máy này á, không những được giảm giá, siêu giảm giá luôn. 2.750.000 mà bây giờ nó giảm còn nhiêu, 1.850.000 thôi. 1.850.000 mà anh chị mình nhận được nè, một cái máy nè ha, là ok rồi. Thêm một cái máy khoan nằm trong cái thùng này nữa là hai ha. Rồi thêm một cái thùng bự trà bá này nữa bỏ vô là ba ha. Tặng thêm cho anh chị mình là một cây thước dây vô giày nữa là bốn ha. Đó, bây giờ nè, chơi giữ luôn nè, cái này mới giữ nữa. Thêm một cái máy mài này tặng theo nữa, nếu như anh chị không lấy cái máy khoan. Nếu như anh chị không lấy cái máy khoan thì mình đổi thành máy mài, tức là máy mài này cộng máy cắt này cộng cây thước cộng cái thùng là bự này, ok. Hoặc là anh chị mình lấy máy khoan thì bỏ máy mài này ra, đúng không? Đó, tức là mua một cái tặng đóng đúng nghĩa rồi. Đó thì hu can nha anh chị, này là cắt hợp kim nha anh chị, để anh chị mình muốn cắt cái gì đó, cắt ba cái đồ mỏng mỏng hay là cũng gì cũng chơi được hết á, cắt sắt cắt gỗ gì đó là anh chị mình chơi được hết, nhưng mà nó rất là an toàn nha. Những cái gì lọt vô là anh chị mình cứ cắt, mà nó đi theo hai cái lưỡi hợp kim nữa nha, đúng không? Hai cái lưỡi luôn đàng hoàng. Rồi ok, là cái này mua một cái tặng đóng đúng nghĩa, dây nguồn dài để anh chị mình kéo lôi đồ trên sàn đồ đó là anh chị ok. Này dành cho những anh chị xây dựng thì rất ngon, hoặc anh chị mua ở nhà để dành ngắm đồ vậy, đúng không? Rồi xong ha, anh chị mình sẽ thấy là ví dụ như máy pin đi, cứ 790.000 một cái này, Makita nó cũng sắp hết rồi, thấy không? Makita ba chức năng anh chị nè, 790.000 một cái thân ha, đó là như thế này. Hoặc là anh chị mua hồng như khuyến mãi giờ anh chị mình ở nhà đó, mình chưa có bộ máy quăng pin nào cả, thì anh chị nên mua cái bộ Makita vậy. Thứ nhất là cái gì, hàng xịn, cầm vô một cái là thấy nó khoái rồi đó. Đầu lóc 13 ly, ba chức năng có búa bắn vít quan sát, chỉnh tốc độ để anh chị mình bắn vít khỏi sợ hư đầu đồ nè, tốc 1, tốc 2, tốc chậm, tốc lẹ có hết. Makita nhìn vô đồ xịn không là thấy khoái rồi đó. Thì cái thân không là 790, còn nếu anh chị mua một máy một pin một sạc, pin là kèm theo pin nếp tông nha anh chị, 2.5A ha, là đủ sang này rồi. Ok, máy pin sạc vô vậy, bán siêu khuyến mãi cho anh chị 1.150.000 ha, 1.150.000 là máy pin sạc, là anh chị xài được cái bộ máy xịn đó. Cho nói về độ bền mà hàng xịn nữa, thấy không? Để người ta nói mình xài hàng giả hàng dở mất công, thấy không? Mình chơi hàng xịn luôn cho nó giữ đó. Rồi tới kèm anh chị, cái bộ kèm này về lần này rất là ngon nè. Ví dụ như kèm cắt thép đi anh chị thấy cây này nè, đó không, cắt rất là nhẹ nhàng anh chị thấy không? Thấy không, rất nhẹ nhàng. Cây này là gì, cây đũa hàng á anh chị, cây đũa hàng ha. Rồi ví dụ cây đó là 2.5 ly đi, cây này là 3.2 ly nè. Đó, đây cái đũa 3.2 ly nè anh chị mình thấy đây, thấy không? Đũa hàng 3.2 ly nó hơi nặng xíu nha anh chị nè, cắt vô tư đó. Ok, cái nhỏ nhỏ thì dứt một tay thôi là được, nhưng mà những cái lớn lớn hơn xíu thì anh chị mình chơi hai tay cái là ok nè, cắt nè đó anh chị mình thấy không? Đó, lưỡi là không bị một miếng này kia kiềm, cái kèm chiên cắt thép nè anh chị thấy không? Còn đối với máy này biết gì không, lưỡi B40 nè anh chị, đây đó anh chị thấy lưỡi B40 không, nó cắt cạch 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 vậy đó nè, thấy không? Rồi nó sẽ có luôn một cây kìm nhọn như thế này nữa nè đó, rồi luôn một cây kìm cắt như thế này nè, có luôn đó. Ví dụ như kìm cắt đây anh chị mình cắt thử thôi, nổi không? Trời, kìm cắt còn nhẹ hơn nữa anh chị, thấy không? Kìm cắt nè, cắt như là cắt cộng bún như trời đó, mà anh chị thấy găng đó nè đó. Tức là bộ kìm này là bộ kìm lớn, bộ kìm 9 inch nha anh chị, đây là bộ lớn 3 cây. Bây giờ nè anh chị mình mua nè, 120.000 một cây nè, cây bự nè ha. Thị kìm nào cũng vậy hết anh chị mình nhìn kỹ nè, này nó xuất Nhật nha. Đây anh chị mình thấy để sao băng nè đó, thì anh chị mình thấy là cái mẫu này nó làm thứ nhất là dài đó, nó dài nè anh chị mình thấy không đó, tức là 9 inch mà đó anh chị mình thấy nè ha, nhìn dài để anh chị mình ôm được đây đó. 3 cây kìm
ở đây là nó tuốt dây, ở đây là để bấm code. Có nhiều anh chị hô bấm code là để làm gì tôi không biết. Thì anh chị mình cứ nghĩ đơn giản, cái này là cái đầu dây điện, rồi cái đó có khoen tròn thì anh chị để vô chỗ này nè, anh chị anh bấm lại chỗ này vậy nè đó, để khoen tròn bấm vô đây là ok. Mình bóp mình nhẹ mạnh cái là bấm cót à, bấm nó dẹp cái đầu lại đó, rồi ở đây cắt, đây làm găng, đây làm nhọn đó. Thì ba cây như vậy, hai cây này mỗi cây 120, cây này là 100 là 340 anh chị. Cây này lần này, cây này nó cũng hơi mắc nha, cây này nó dài nè đó, thì 340 mà anh chị nào mà mua nguyên bộ kìm như vậy, ba cây như vậy nè là tính 300 ha. Ba cây kìm như vậy nó dễ ít lắm anh chị ơi, phải chi nhiều cũng ngon rồi đó. Lần trước giống như kìm kia nó ngắn hơn này xíu mà bán như là một cây cũng 120, ba cây 280, nhưng mà cái đó nó không bằng cái này ha. Đó là ok, cái này nhìn dữ hơn đó. Ok, 300.000 cho ba cây, còn mua hai cây này á là 120 cây, hoặc là anh chị mua cây này thì nó sẽ là nhiêu tiền? 100.000 anh chị ha. Rồi đó, mình nói về những cây kèm, đây là mình nói về những cái bấm ghim đi. Bấm ghim này 100.000 luôn nè đó, bấm ghim này có chỉnh lực luôn nè anh chị, thấy không? Cái này 150 lần giờ bán 100 luôn, còn lại nhiều bán hết. Có cái này hàng Nhật nè đó, con này hàng xuất Nhật nè anh chị, ba loại đinh nè, thấy không? Thằng này nó chỉ đi theo cho mình bắn một loại thôi, còn này nó đi theo đinh cho mình bắn ba loại, đinh thẳng, đinh u, đinh vuông đó, ba cây trợ lực luôn, bằng inox hết luôn. Cái này nó xuất qua thị trường Nhật nên anh chị mình thấy tất cả nó là tiếng Nhật không nè, thấy không? Giá của con này á là tính cho anh chị mình 200 ha. Đó rồi, còn cái này á là gì nè, Rico con này không biết gì, nhưng mà nó cũng là ba loại như vậy, cũng là xài ba loại đinh được anh chị. Cái này tính cho anh chị 170.000 ha. Đó ok, còn có mẫu này 100.000 luôn đó, 100.000 cây như thế này, bấm ghim để anh chị bấm gỗ, bấm yên xe, bấm nhựa đồ thì mình bấm vô tư hết á. Rồi ok, mấy bấm ghim nói chung là nhiều, cũng nhiều món ngon. Bộ lục giác này thì anh chị anh biết rồi, 90.000 bộ ai cũng mua ha. Hồng Nhiên cứ về cái này liên tục, nhiều người thay vì mình mua những bộ lục giác kia rất mắc tiền nhưng mà chưa chắc là xịn hơn bộ này, đúng không? Đó, bộ này rất là xịn, búa đập không xi nhê là anh chị anh biết nó rất là xịn rồi, từ nhỏ tới lớn. 9 cây, cây kéo cắt xương gà như thế này anh chị nè, đó kéo cắt xương gà như vậy thì anh chị biết cái mẫu này Hồng Nhiên bán rất nhiều ha. Đó 130.000 cây kéo như vậy, bỏ vô đây là anh chị cắt xương gà đồ ngon lắm, thấy không? Đó anh chị thấy ba cái này mà nó cắt rất là bén như vậy là anh chị mình biết rồi đó, thấy không? Đó cắt đồ ăn, cắt nhà cho bằng nhà bếp đồ các kiểu thì anh chị mình chơi mẫu này, cắt xương gà xẻ nguyên con gà cũng chơi mẫu này, không bị gãy xét, nó rất là lịch sự an toàn ha. Rồi tới cái máy hàng này về là đảm bảo luôn anh chị mình khoái, cái máy hàng này ai nhìn vô cũng khoái, chất lượng nặng nề bự sự đó. Cái mẫu này của nó, thương hiệu của nó là gì, nó nói Uka gì đó, đây là nước Anh thì nói là công nghệ thôi nhưng mà ngày vẫn làm Trung Quốc nha anh chị. Y Casio, nghe ghê quá, Casio đồ luôn, nhưng mà nó có chữ Y đầu nha anh chị đó. Rồi thằng này á thì anh chị mình thấy có đồng hồ, rồi ở đây nó có chức năng là MMA hàng que, ở đây á là nó có chức năng hàng không có dùng khí, còn nút này là cái đèn, đèn báo lỗi nha anh chị, đèn đó anh chị mình xài quá nhiều á là nó báo đây là anh chị mình ngưng đó, là nó là như vậy. Hai nấm chỉnh đó, nấm chỉnh là vol là lửa, đây là chạy dây ha, mạnh yếu. Rồi ở hai bên nó có hai đầu cọc, đây là dây công tắc. Ở phía sau này thì anh chị mình thấy là có cái quạt đó. Rồi ở đây là xài cuộn dây nè, có cho theo anh chị nguyên một cuộn dây luôn. Máy này xài cuộn dây 1 kg nha anh chị, nó cho theo cuộn dây để anh chị mình test đồ các kiểu luôn đó, đầy đủ như vậy. Nó có cho anh chị một cái dây hàng mít như thế này, dây gời ha, một cái dây hàng que và một cái dây mát luôn. Bảo hành của nó là bảo hành 15 tháng, bảo hành 15 tháng anh chị. Đây là hàng thương hiệu đàng hoàng, có trong công ty nhập khẩu chứ không phải hàng lụi, hàng xách tay ha. Đó rồi ok, thì anh chị mình mua cái máy này thay vì nó bán 1.3 triệu, nhưng mà Hồng Nhiên đang có chương trình khuyến mãi cho anh chị trong cái chương trình này 10%, đúng không? Mời giảm 10% cho anh chị là máy này đó. Thì anh chị thấy mới ra nên là, nhưng mà máy này ngon. Cái máy này á là Hồng Nhiên test thử thấy nó rất là ok, mẫu này rất là ok luôn. Giá bán của nó chỉ cần, nếu mà anh chị mình được giảm 10% trong chương trình này thì anh chị mình ok, tranh thủ mua. Hôm nào Hồng Nhiên sẽ làm video hướng dẫn anh chị hàng đồ các kiểu, nhưng mà rất là dễ hàng ha. Đó là máy hàng mít Casio nha anh chị. Anh chị nói là máy hàng mít vừa que Casio. Cái mẫu này nó ra thì mấy hàng khác là hơi mệt với nó, tại vì mít 250 kiểu như dài xài cuộn mà nó có đầy đủ hết cho anh chị, không cần phải mua thêm cái gì ha, là anh chị mình sẽ có đầy đủ. Nó có búa chổi cước trong này không thấy? Trong cái thùng này không biết nó có búa chổi cước không? À có luôn nha, có luôn nha anh chị, có công ty bảo hành trong đó luôn kìa, thấy không? Có búa chổi cước, có mặt nạ hàng đó nè chấm mát luôn. Là anh chị mình thấy ở trong này nó có đầy đủ hết cho mình rồi đó ha. Rồi giá nó được khuyến mãi 10%. Còn anh chị mình mua máy hàng que đó, nhớ anh chị đi công trình đỡ kiểu á
Thì anh chị vậy nè, có một số anh chị xài con máy của con này thì rất là thích rồi đúng không? Nhưng máy như vậy rất là thích rồi, nhưng mà nó có hai phiên bản 315 á, thì nó đồng hồ nó màu đỏ và không có bất cứ một cái tính năng gì, nó chỉ bắt lửa nhại đồ đầy đủ cho anh chị, không có chống giật và không có chống dính. Nếu anh chị chọn con máy 315 và không có chữ Y nha, không có chữ Y, nhưng mà nó có cái lợi thế vậy nè. Đây, Hồng Nhiên sẽ test thử cho anh chị mình coi. Trước tiên cái này đi, cái này là đồng hồ nó màu trắng, thấy không? 315i là đồng hồ màu trắng. Hay đồng hồ màu trắng nhiều anh chị nhìn là không có thấy rõ ha, không có thấy rõ. Nhưng mà cái lợi thế của con này á, là nó có chống giật chống dính ha, nó có chức năng chống giật chống dính mồi hào quang. Nhưng mà nó có cái lợi thì nó có hại anh chị. Nhiều anh chị không biết cách sử dụng thì nó bị gì biết không? Nó bị giống như là bắt lửa chậm đó. Thì cho nên Hồng Duy sẽ hướng dẫn anh chị, nếu anh chị chọn phiên bản này nha, nếu chọn phiên bản này mình muốn bắt lửa nhại, ok, ở đây 315 đúng không, anh chị nhấn vô nè, số 0, số 1, số 2, số 3, số 4, đó, chỗ số 4 nè, thấy cái chữ U đầm ngược không, ok, anh chị tắt nó đi, đây, tắt nó đi, thành con tượng, thấy rõ không anh chị, số 4 nè, thành con tượng nha, à, số 4, nhớ rõ chỗ số 4, mình cho nó nổi lên con tượng rồi, nhảy qua số 5, à, con tượng là dễ nhớ, còn này con gì đó không biết, nhưng mà anh chị mình chỉnh nó thành con tượng luôn, đúng không? Rồi tất cả đó là tắt á, cái chữ đó là chữ tắt á. Rồi số 6 tắt luôn, tức là 4, 5, 6 anh chị cho nó thành con tượng hết đi. Không biết nó là cái chữ gì nhưng mà đại khái giống con tượng, con xe, ngựa đồ đó. Thì anh chị còn thấy không? Đó, cứ nhảy lên số 4, số 5, số 6 tắt nó hết thành con tượng hết là ok, bắt lửa rất nhạy. Đó là cái đó là anh chị mình chỉ cần tắt cái đó thôi là ok, nó sẽ bắt lửa rất là nhạy ha. Rồi 315 thì nó sẽ có phiên bản như vậy. Hoặc anh chị em thấy 315 nó có phiên bản vậy nè. Nhiều người thích cái chức năng là có chống dính chống giật công trình đồ thì người ta không thích. Người ta công trình là người ta chỉ cần như thế này, anh chị thấy không? Đúng không? Đó, nó ngon lành không? Ô, hôm nay nó lại 320 luôn. Nó hơn kia luôn à. Nãy lên mới 320, hôm nay thớ nhớ 315 mà ta. Đây nó lên 320. Đó thì anh chị mình thấy không? Đó, thì cái mẫu này đồng hồ đỏ thì nó dễ thấy hơn. À, để sao không thấy hết á. Nhưng mà anh chị mình thấy là cái mẫu này nó không có những cái tính năng như kia, nhưng mà có nhiều người lại thích. Chọt vô là lũng, chọt vô là ăn, chọt vô là ăn, chứ không phải chọt vô là lũng nha. Chỉnh nhỏ sao lũng được. Đó, thì anh chị mình thấy với cái mẫu máy như vậy, anh chị mua máy nào cũng được. Giá nó chịu ba mấy mà bây giờ đang cái chương trình Hồng Nhiên đang khuyến mãi cho anh chị có 1.050.000. Ở chương trình cuối tháng này anh chị mình thấy mua được cái này đi công trình là bao luôn, bảo hành 15 tháng. 315 hoặc 315i nha anh chị. Đó thì cái đồng cái máy này anh chị hàng 3.2 vô tư, thoải mái cho Hồng Nhiên ha, đảm bảo luôn á. Bảo hành cho 15 tháng thì anh chị thấy chương trình này tốt. Mua máy này tặng đóng. Mua máy này giảm 10%. Đó thì anh chị mình có nhu cầu về sản phẩm nào liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên nha. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye.